Sáng 28 tháng 9 năm 2022, sau khi bão số 4, tên quốc tế là bão Noru suy yếu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn mưa lớn. Nhiều cây cối tại các tuyến đường bị gãy đổ, nhiều nhà cửa bị tốc mái. Nhiều mái nhà dân bị tốc mái tôn, các bảng quảng cáo tại hàng quán cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thậm chí, nhiều căn nhà sập nguyên các mảng tường lớn, ngổn ngang gạch đá sau bão. Tại thành phố Tam Kỳ, trong sáng 28 tháng 9, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Sáng 28 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài việc hư hại về tài sản nhà dân, thì một số tàu thuyền cũng bị mắc cạn. Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Đông Giang và một số tuyến đường khác bị sạt lở khá nặng. Vì ngập lụt, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Tây Giang bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét, gây thiệt hại hư hỏng đồ dùng của người dân. Đáng chú ý, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn 4 xã vùng cao của huyện đã xuất hiện mưa lũ. Lũ về trước Ủy ban Nhân dân xã Phước Kim, nhưng do năm nay, nhà nước đầu tư khẩn cấp kè từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương nên giữ vững được khu vực này. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ 19 giờ ngày 28 tháng 9, lượng mưa mới giảm dần.